Hello mọi người, ở video trước thì mình có tặng cái mát trái tim, các bạn nhớ vô comment nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 26 vị trí này, cụ thể nhất có thể luôn nha. Ok, let's go. Vị trí đầu tiên các bạn sẽ đi đến cái khu nhà ma này nè. Và ở trong khu nhà ma này có một cái chữ ở đây nha mọi người. Rồi, một cái. Tiếp theo các bạn sẽ đi ra ngoài cái khu concert thì có thêm một cái chữ nữa, hai cái rồi. Mình sẽ không chỉ theo thứ tự từng khu vực cho nên là các bạn cứ tìm theo mình nha. Rồi, ở đây trong khu trung tâm, ngay cái hồ nước, ba chữ rồi. Sau đó các bạn sẽ đi lại cái khu hotel. Thì ở trong khu hotel này nè, ở đây có một cái chữ nữa nha mọi người. Đó, ngay vị trí này là bốn chữ. Tiếp theo các bạn sẽ lái xe lại cái khu vực mà cái con bạch tuộc này nè. Rồi, xung quanh khu vực này, cái chữ nó sẽ nằm phía sau, phía bên trái nha mọi người. Các bạn cứ đi. Đó, mình đang đò luôn nè. Từ từ. Nằm ngay vị trí này nha, chữ thứ 5 rồi. Để mình bật bản đồ lên cho mọi người dễ nhìn thấy nè. Đó, mình đang ở khu vực đó nha. Rồi, các bạn cứ lại khu vực đó là thấy à. Tiếp đến các bạn sẽ chạy qua cái khu cây xăng luôn. Rồi, vị trí này lại đây nha mọi người, ngay chỗ nghe điện thoại nè, có chiếc xe đạp. Thì ở đây cái chữ nằm ngay đây nè, chữ thứ 6 nha. Chữ thứ 7 thì hơi khó một tí xíu là nó nằm trong khu hotel, phía sau khu hotel luôn. Thì ở đây vị trí nó hơi khó tìm nha mọi người. Các bạn sẽ phải đi thẳng, nó có hai cái trụ hai bên nè. Đây, cái chữ của chúng ta đây. Rồi, cái vị trí ngay đây luôn nha mọi người. Mình để cái vị trí ở đây cho mọi người dễ nhìn thấy rồi đó. Đó. Tiếp theo cái chữ thứ 8 á, thì các bạn sẽ phải lạng lách ở cuối mấy cái cây này luôn, dãy cuối cùng. Rồi, đây, chữ thứ 8 của chúng ta. Cùng đường thì mình sẽ đi tìm chữ thứ 9. Chữ thứ 9 thì nó nằm ở cái khu bệnh viện này nha mọi người. Đó, cái chỗ mình bấm á. Rồi, mình sẽ đi thẳng ở đó. Lại tới cuối con đường thì các bạn quẹo qua đây nè. Chỗ mấy các bạn này đang đứng nè là có chữ số 9 nha. Ok, vị trí nó sẽ là ở trên bản đồ. Đây, vị trí mình đang đứng nha mọi người. Đó, các bạn cứ ra đó là các bạn sẽ thấy cái chữ à. Rồi, chữ thứ 10 thì sẽ nằm trong khu vực Bonobono. Rất khó tìm. Rất khó tìm luôn nha. Trời ơi, cái chữ này các bạn nhìn cái ngọn hải đăng á. Sao em thấy ta nè. Từ từ để mình hướng dẫn cho các bạn. Mình tìm cách hướng dẫn cho dễ hiểu nè. Các bạn sẽ đi ở cái góc đá cuối cùng này nè. Cái góc đá cuối cùng đi lên nha mọi người. Đấy, cái ngọn hải đăng các bạn thấy không? Rồi, ngay vị trí này nó kiểu nó bị che khuất á. Ngay đây nó bị che khuất nè. Rồi, đó các bạn sẽ bấm vô nha. Chữ thứ 10. Gần ở đó có một vài chữ nhưng mà mình không có tìm theo thứ tự á các bạn, cho nên là các bạn thông cảm nha. Cứ làm theo mình là được. Rồi, các bạn sẽ vô phòng thể dục. Và đây bên đây. Rồi, chữ thứ 11 nha. Chữ thứ 12 thì chúng ta sẽ lại mấy cái xe đạp đây nè, có một cái chữ. Rồi, chữ thứ 12. Chữ 13 sẽ vào trong khu căm biên và nó nằm ở gần hai cái người đang nói chuyện này nè mọi người. Đó, chữ thứ 13 ở đây nha. Kế tiếp mình lấy xe mình chạy lại đây, góc kẹt này thì có chữ thứ 14. Rồi, sau đó các bạn sẽ vô cái khu chế tạo này nè. Khu chế tạo thì vòng vòng ở đây có một vài chữ nữa. Đây có thêm một chữ, chữ thứ 15. Xong các bạn sẽ ngó qua cái tủ mà nó có tròn tròn ở đây nè. Rồi, thêm một chữ nữa nha, chữ thứ 16. Rồi, chúng ta sẽ ra ngoài cái hố xanh. Ngoài hố xanh này thì các bạn coi cái chỗ chiếc thuyền này nè nha. Rồi, chiếc thuyền thì các bạn lại cái vị trí mà mấy cái nhánh cây này nè. Đó, chữ thứ 17. Chữ thứ 18 là trong khu nghỉ dưỡng, ở cái hộp rương này nè mọi người, kế bên luôn, bên ngoài luôn. Kế tiếp chữ thứ 19 thì các bạn vô cái căn nhà lẻ loi này nè. Đó, vô trong đây nha. Rồi các bạn đi tìm cái thùng rác giống như mình này nè. Đó, mình cũng không biết ở đâu luôn và mình cũng đang đi tìm. Đây rồi, cái thùng rác nha. Rồi, chữ thứ 19. Chữ thứ 20 thì là chỗ bán nước. Còn 6 chữ nữa thôi mọi người ơi, trời ơi. Đây, chữ thứ 20 nha. Chữ thứ 21 thì vòng quanh cái khu vực Bonobono này nè. Đó, ngay đây nha mọi người, ngay chỗ mà có mấy cái ghế thì mà mình ngồi á. Chữ thứ 22 là trên cái lưỡi của con đồng, mình lên bằng cách là mình ăn cái bánh X2 cho nó nhanh đó nha mọi người. Chữ thứ 22. 23 thì trên nóc nhà của khu căm biên, các bạn xuống dưới đây. Thì cái chữ 23 này hơi khó thấy một tí xíu là nó nằm mấy bên đây nè, bị che khuất lại rồi. Đó, 23 nha. Chữ thứ 24 là trong phòng sinh học, trong cái phòng sinh học kế bên phòng hiệu trưởng đây nè mọi người. Rồi, các bạn đi vô nha. Nằm bên đây. Rồi, chữ thứ 24. Hiện tại là mình còn hai chữ nữa thôi, bị thiếu nè, đúng hai chữ luôn nha. Rồi, cái chữ thứ 25 mình sẽ lại cái ông bác sĩ trong khu thị trấn, là ông đó ngồi ở đây nè mọi người, sau lưng ổng luôn. Có thêm một cái chữ nữa, chữ thứ 25. Còn một chữ cuối cùng. Sắp mặt nha, trời ơi. Mình đố các bạn ở đâu đó. Có một vị trí mà mình chưa có vô đây. Lúc đầu á, cái chỗ này nó giống như cái chỗ ở trong khu
ở trong khu Kambin đó mọi người, cái chỗ mà hai cái ông đang đứng á, nhìn cũng giống như Hàn Quốc lắm luôn, cái chỗ đó là cũng Hàn Quốc luôn đó. Thì mình lộn nha, thì khi mà các bạn vô đây á, mình cũng bị nhầm luôn nè. Các bạn đi cái đường phía bên tay trái cho mình chứ không có quẹo qua cái cầu này nha, đi phía bên kia kìa. Rồi, các bạn đi theo cái lằn mà cái lằn đá này nè. Đi thẳng hoài luôn. Xuống cuối cùng luôn nha mọi người. Ở dưới mình thấy có ai đứng kìa. Rồi, cái chỗ đó luôn đó nha. Ok la chưa, các bạn đi xuống đây có một cái dấu tay rồi, các bạn bấm vô. Hoàn thành rồi, trời ơi, xong 26 chữ rồi nha. Thì cái phần quà thì mình sẽ nhấn vô cái con khủng long này nè. Đấy, một cái trang phục nhà khảo cổ. Ủa cái này giống ông già quá vậy, giống trang phục của ông già. Vậy là mình đã hoàn thành xong 26 cái chữ rồi nha mọi người. Ô là trời, sắp mặt luôn. Đây là bộ trang phục của chúng ta. Ủa cái này giống ông già, giống trang phục của ông lão á. Trời ơi. Sao bị cảm gì ghê vậy. Tôi phải thay đổi cái mặt nạ này thôi. Đâu rồi, tôi hình như tôi cũng có bộ biểu cảm ông già nữa. Khá là ít biểu cảm luôn. Mấy biểu cảm ghê này tôi khoái lắm nè mọi người. Nhìn nó tiếu tiếu là sao á. Này đi ha. Đó. Giác ma người ta. Trời ơi, hợp lý luôn. Mặc bộ đồ này vô giác ma là okila luôn á. Rồi và đó là 26 chữ cái. Hy vọng là các bạn sẽ tìm kiếm dễ dàng và thành công nha. Trời mưa rồi mọi người ơi. Trời ơi, không có làm clip được luôn. Bye bye.